Chào cả nhà. Trước mắt các bạn thì đây là cái mẫu tai nghe Bluetooth rất là mới của G-Sport. Đó là tai nghe HI02. Mình sẽ giới thiệu qua về HI02 cho mọi người nắm qua về nó nhé. Thứ nhất là HI02 là một tai nghe Bluetooth có đàm thoại tối đa lên đến 6 người trong khoảng cách 2 km. Và cái thời gian đặc biệt ý, cái điều đặc biệt của cái bộ tai nghe này đó là cái thời gian đàm thoại của nó kéo dài cực kỳ dài, lên đến 33 tiếng, đàm thoại liên tục lên đến 33 tiếng, tương đương với gần 2 ngày rồi đấy. So với các cái mẫu tai nghe khác thì nó chỉ được mười mấy tiếng thôi đấy. Đấy là một cái điều rất là lợi thế. Bây giờ trên màn hình là toàn bộ những cái phụ kiện của cái bộ HI02 mình vừa đập hộp này, bao gồm một thân máy này, một dây loa tai nghe này, một bát này, một sạc này, và những cái giá để gắn vào mũ bảo hiểm. Thật ra thì nó có hai cách, một là mình có thể gài vào cạnh mũ bảo hiểm, hai là mình có thể dùng miếng dính 3M để dính trực tiếp nó lên mũ rất là chắc chắn nhá. Bây giờ mình sẽ test qua HI002 kết nối Bluetooth với điện thoại và kết nối Bluetooth intercom với nhau. Cách sử dụng nó rất là đơn giản. Đối với HI002 thì chỉ có hai thao tác này thôi. Đầu tiên là mình sẽ bật nguồn, nhấn vào giữ nước nguồn này 4 giây để bật nguồn. Đó, khi đèn nháy xanh có nghĩa là đã bật nguồn rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn và giữ đồng thời hai nút, nút nguồn và nút intercom 4 giây cho đến khi đèn nó nháy xanh đỏ để bật Bluetooth. Đó, bỏ ra. Như thế này là Bluetooth đã được phát ra rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bật điện thoại lên, kết nối Bluetooth với điện thoại. Như thế này là mình đã kết nối thành công rồi nhá. Khi mà có cái màn hình rồi, bây giờ mình sẽ phát nhạc. Đấy, loa đang rất là to nhá. Cái này khi mà kết nối với điện thoại với Bluetooth với điện thoại rồi thì mình có thể là nghe nhạc này hoặc là nghe các cái cuộc gọi mà không cần phải cầm đến điện thoại. Bởi vì là khi có một cuộc gọi đến thì chỉ khoảng 3 đến 5 giây là máy sẽ tự động bắt cuộc gọi. Và nếu như mà mình hoặc nếu mà muốn nhanh hơn thì mình có thể thao tác bấm cái nút này để bắt cuộc gọi nhá. Còn nếu không thì sau 5 giây máy cũng sẽ tự động bắt. Và kết thúc cuộc gọi cũng thế, mình sẽ bấm cái nút này nó sẽ tắt. Bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người cách kết nối intercom giữa hai máy HI02 với nhau nhá. Đây là hai bộ HI02 đã được gài sẵn loa với cả mic vào rồi. Thì thao tác thứ nhất là mình sẽ nhấn nút nguồn của hai cái máy này trong khoảng 4 giây cho đến khi đèn nháy xanh chậm là được. 1, 2, 3, 4, rồi. Rồi. Nhấn nút BT. Bước thứ hai là mình sẽ nhấn cái nút đây, trên màn hình nó có hai cái nút này, BT và nút chữ M. Thì bước thứ hai mình sẽ nhấn nút BT của hai máy này trong 4 giây cho đến khi đèn nháy xanh nhanh nhá. Đây. Nút BT của hai máy này. 1 2 3 4. Đó, nháy xanh nhanh rồi thì mình bỏ ra nhá. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba sẽ là vẫn có hai nút như này, mình sẽ nhấn nút BT của máy 1 một lần thôi nhá. Nhấn nhanh một lần cho mình nhá. Cho đến khi mà đây, nhấn nhanh cái nút BT của máy 21 một lần nữa này. Rồi. Sau khi nhấn nhanh một lần thì mình sẽ chờ cho đến khi cái máy thứ hai này chuyển sang xanh chậm. Đây, bây giờ nó chuyển sang xanh chậm rồi này. Chờ cho nó chuyển sang xanh chậm. Cái thao tác chờ này đôi khi nó có những
Đây, bây giờ là chậm rồi nha. Nó sẽ mất tầm 30 giây à, hay 15 giây gì đấy để chuyển sang xanh chậm nhá. Đấy là bước thứ ba. Bước thứ tư thì mình sẽ nhấn nhanh cái nút BT của hai máy này. Đây, nút BT của hai máy đây, mình sẽ nhấn nhanh nhá, một lần thôi nhá. Rồi. Và nhấn nhanh nút BT, bước thứ 6 là nhấn nhanh nút BT của máy 1. Là ta có thể nói chuyện với nhau được rồi. Bây giờ làm thêm một bước nữa. À, đã nghe thấy rồi đây này. Đấy, nên là các loa nó đang kêu nhá. Sau khi mà mình đã kết nối Bluetooth giữa các máy này với nhau rồi, thật ra cái con này có thể kết nối điện thoại tối đa là 6 máy nhá. Nhưng mà bây giờ mình đang test thì chỉ làm hai máy thôi, còn các cái máy, 4 máy tiếp theo cũng sẽ làm tương tự, nó sẽ tự động kết nối và bắt. Sau khi mà mình khi nào mà mình không dùng nữa, mình tắt máy ấy, thì thao tác như sau. Chỉ cần nhấn nút nguồn cho đến khi đèn nó nháy đỏ là mình tắt máy này. Thường là mất tầm 4 đến 6 giây là nó sẽ đèn đỏ. Rồi. Là tắt máy nhá. Con này cũng thế. Nhấn nút nguồn. Đó, khi nào nó nháy đỏ là tắt máy rồi nhá. Đấy là các cái bước thao tác để kết nối intercom giữa hai máy. Thì mọi người theo dõi và bắt chước theo làm theo nhé. Còn nếu như trong cái trường hợp mà vẫn còn thắc mắc gì ấy, thì có thể liên hệ tại page G-Sport hoặc là số điện thoại 0903 291882 để được tư vấn cụ thể hơn, hoặc là qua Zalo nhé, thì sẽ có hướng dẫn cực kỳ cụ thể cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream video.